Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách nấu món nấm muối kho niêu đất cực ngon, ngọt, giòn dai sần sật, lạ miệng và rất bắt cơm, ăn rồi thì miễn chê. Như các bạn đã biết thì nấm muối là loại nấm hiếm chỉ mọc trong tự nhiên một lần trong năm, chỉ xuất hiện ở nơi có muối sinh sống. Muối ở đây là loại muối đất chứ không phải muối sống trên cây. Nấm muối xuất hiện vào đầu mùa mưa khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Thường nấm muối xuất hiện ở nơi đất cao vì muối không thể là ổ ở nơi đất quá ẩm ướt. Nấm muối màu trắng, gốc hơi ngả vàng như các bạn đang thấy. Nấm muối giàu canxi, phốt pho, sắt, protein và các chất dinh dưỡng rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe, đặc biệt người mắc bệnh tiểu đường. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện món nấm muối kho niêu đất. Ở đây tôi có 1kg nấm muối, tôi sẽ kho hết một lần, ăn cho đã. Về cách làm nấm muối như sau. Nấm mang về các bạn rửa sạch đất, dùng dao cắt chân nấm bỏ đi rồi cạo sạch phần da bên ngoài của gốc nấm. Sau đó các bạn bỏ vào ngâm với nước muối loãng trong khoảng thời gian 15 phút. Tiếp tục rửa bằng nước sạch vài lần. Các bạn có thể chẻ đôi những cây nấm to và để ráo nước trước khi nấu. Về cách nấu như sau, bạn cho nấm đã rửa sạch vào niêu đất này. Sau đó nêm các gia vị với một lượng vừa đủ gồm dầu ăn, nước tương, đường, bột nêm, hạt tiêu xay. Nếu bạn có tiêu xanh thì bỏ vào khoảng 2-3 chùm tiêu thì thơm ngon hết sảy. Hoàn thành phần gia vị, các bạn trộn đều, rồi để khoảng 10 phút cho gia vị thấm vào nấm. Sau đó đặt niêu đất lên bếp, với đầu để lửa to cho sôi bùng rồi vặn nhỏ lửa, kho liu riu đến khi nước gần cạn, nấm chín và thấm gia vị thì tắt bếp. Lưu ý các bạn không cần phải cho thêm nước vào nấu vì khi nấu thì nấm tự ra nước. Sau khi nấu chín thì bạn dọn lên mâm thưởng thức, độ ngon như thế nào thì các bạn nhìn là biết rồi. Đến đây mình xin chào tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi vlog của mình. Các bạn nhớ ủng hộ bằng cách đăng ký kênh Clip365 trên YouTube, bấm like và chia sẻ video. Hẹn gặp lại các bạn trong các vlog tiếp theo.